dạy mọi người cách sử dụng nồi áp suất điện Kangaroo. Chưa? Đầu tiên là cắm dây điện vào này. Xong rồi đây nó đây mình nấu đầu này. Nước vào, cho nắp vào. Nắp vào nha, bẩn quá. Đó, chắc chắn rồi. Nó có cái cửa, nó có cái đóng mở này, cái lâu này, mở là mình có bên này này, đóng này đấy, chưa cho kế tiếp là đóng van, đóng siêu rồi van đấy, đóng van hơi lại đó. Chưa cắm điện rồi đúng không? Rồi đấy, có các chế độ nấu này, hấp chân này, này ra đây nó cháo này, đầu này, cơm này, cơm đâu rồi, cơm này đó. Còn các con số này nó tượng trưng cho phút này, ví dụ hấp là 3 phút này, nấu canh là mất 6 phút này, nấu gà 9 phút này, nấu cơm là mất 12 phút đó, các tương tự. Đây mình chế độ nấu đầu là mình mất 25 phút này, chưa bắt đầu chứ văn này, đèn nháy đèn này, đèn báo đèn chín này, văn này văn nấu này, thấy chưa, để đèn nó nháy đèn này đúng không, để chú ý tắt này, khi vặn nó báo lên nấu này, tắt này, nó là chuyện ở đây này đúng không, đây là đèn báo lên chín đấy, đây bắt đầu chọn chế độ đầu đúng không, đầu đấy xong nó báo nấu nhảy nhảy đấy. Nó cái đèn này là chín rồi này, cái này giữ nhiệt này, có thế thôi, chờ 25 phút sau là ok. Đây xong, nhớ lưu ý một điều nữa đây, đây trước khi sử dụng nhớ đọc cái dòng này, chú ý mở nắp vá vui đó. Đó, cái đọc dòng này nha, chắc ăn an toàn nha. Xong rồi đó, đơn giản này thôi, cái nồi bằng cơ, nút điều chỉnh nó bằng cơ nên nó đơn giản. Còn có một số nồi nó dùng điện tử bấm này, nồi này nó có đặc điểm yếu, cái điểm yếu của nó là nó không có nút, để ví dụ mặc định là 25 giây chẳng hạn, 25 phút chẳng hạn đúng không, nếu đồng hồ mà cái nồi bằng điện á thì mình sẽ tăng chỉnh được thời gian lên. Thôi nồi bằng cỡ, cái nồi này nó là đặc điểm ưu điểm của nó là nó dễ sử dụng, còn ưu điểm nhược điểm của nó là không chỉnh được, chỉnh được số phút tăng lên mà nó mặc định như vậy thôi đó. Đó, xong.